Cơ mà anh Phương bán đi nào chưa? 6 búa rồi. Cá cam vinh cam đường là chục rồi. Thế là ngon rồi nhỉ. Hết vòng rồi. Hết vòng rồi. Đi làm mình, đi nhà mình. Chỗ đấy chỉ đủ tiền đánh liêng thôi, chưa có tiền ăn. Chả thì mời mọc gì phải không? Cố mà. Người ta chỉ cần chớm cái là thấy cái là người ta gợi ý ngay. Đâu mà. Tức là khi gợi ý mà thấy cái là mình phải đồng ý ngay hiểu không? Phải điện nữa phải không? Thế thì ngon quá. Ăn thua gì chết đâu, cái chết cá đàn chả việc gì. Mấy trăm chẳng thấm vào đâu. Ông ấy kiếm nhiều rồi mất một ít việc gì, anh em mình chẳng kiếm còn mất kia còn chẳng sao. Hào anh. Hào, anh Hào kia anh còn kèm vắt vẻo qua đỉnh anh đỗ lại anh cắt tóc mình làm vết, anh lại đến lại đi ngồi cắt tóc chát lại đi này. Làm sao đâu.